Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với tựa game R8 trên channel mình. Trước khi bắt đầu thì mình xin đính chính thông tin lại một chút nha. Tập trước trong ngôi nhà búp bê ấy. Đây này, ngôi nhà chỗ này nè. Ngôi nhà mà tạo cho chúng ta ảo giác về mấy con ma búp bê, mấy con quái vật khổng lồ, có con quái vật khổng lồ giống như em bé đấy. Thì thực chất là cái bà đó tên là Donna, mà bà không có con gái nha. Cái hình hình bé gái mà chúng ta thấy trong ngôi nhà chính là hình của bà lúc nhỏ. Bà này bà sinh ra tuy là rất dễ thương nhưng mà lại có một vết sẹo trên mặt khiến cho bà kiểu mà thấy tự ti á, không kiểu mà không dám tiếp xúc nhiều với xã hội. Sau đó thì bà mẹ của bà chết khiến cho bà chỉ biết là núp trong nhà chơi với là mấy con búp bê thôi. Sau này khi trưởng thành thì bà là một trong những người được mẹ Miranda sử dụng để làm vật thí nghiệm cho một cái loại ký sinh trùng có tên là Cadu. Thì mọi người cũng đã biết Cadu là gì đúng không? Cadu là con ký sinh trùng, nhưng mà con có cái con ký sinh trùng Cadu đó là nó là sản phẩm của một loại siêu nấm. Một loại siêu nấm này thì khi nào có bản Việt ngữ hoặc là Việt hóa mọi người sẽ rõ hơn, chứ cái loại siêu nấm thì mình quên mất cái tên rồi. Thì từ từ chúng ta sẽ nói thêm về cái loại siêu nấm này, nhưng mà chỉ cần mọi người nhớ là cái con Cadu, ký sinh trùng Cadu đó là sản phẩm được tạo thành từ một loại siêu nấm đó. Và cái bà mẹ Miranda đó chính là người có thể chất phù hợp với loại siêu nấm đó. Đa số là những người tiếp xúc với lại nấm, cái loại siêu nấm mà mình vừa đề cập á đều chết hết, nhưng mà chỉ có bà mẹ Miranda là bà là người có thể chất phù hợp, nên bà có thể đồng hóa như là cái loại siêu nấm đó. Mọi người còn nhớ cái loại nấm có tên là Mon trong rễ bẫy không? Đấy, cái loại nấm có tên là Mon đó chính là một cái mẫu vật nhỏ thôi được lấy từ cái loại siêu nấm này. Đấy. Thì chúng ta tiếp tục cốt truyện thôi. Này lấy hết rồi đúng không? Không còn gì lấy hết. Giờ mình sẽ quay lại cái cầu. Quay lại cái chỗ ông trong nhà nha. Không biết đường đi có gì chặn đường chúng ta được không? Bây giờ súng đạn mình nhiều lắm, đâu có ngán đứa nào đâu. Ra sự đẹp hết. Đi thẳng luôn là đúng rồi. Cái rương này thì có một số bạn comment chỉ mình cách lấy à. Nó nằm ở trong cái nghĩa địa. Đâu rồi? Đây nè. Đây là chỗ ông thương nhân đúng không? Thì ở đây nó sẽ có một cái nghĩa địa Breakyard này. Cái chỗ mà chúng ta gắn hai cái phiến đá đi lên á, để nó mở đường dẫn tới lâu đài của bà Ma Cà Rồng, quý bà Ma Cà Rồng à. Chỗ đó nó có cái nghĩa địa và cái một phần của phiến đá nó nằm trong một cái ngôi mộ mà lúc trước mình có tìm cách vô mà không được. Sau này chúng ta quay lại sẽ được thôi. Rồi đi nha. Nào quay. Mình ra mình kiểm tra coi có bấm nút quay chưa mà. Nhiều khi lo nói quên bấm nút quay. Có lần lo nói quên bấm nút quay. Quay một đoạn dài rồi ra kiểm tra chưa bấm. Là phải chơi lại một đoạn đó. Mình ghi cái lần này chứ. Bọn người chim kìa. Có tấn công trong đoạn này không? Ý. Bên này lại có một cái cầu. À đây nó sập rồi, không đi được. À ha. Giấu không hả mày? Giấu bên bển. Mấy cái chỗ đó không đi được đâu. Và có người còn bảo mình quay trở lại xuống diệt cái con búp bê. Không có con. Cái con quái vật khổng lồ có hình dạng giống em bé. Trời ơi, cái đó là ảo giác mà gì cái gì. Đó là ảo giác do cái con mụ Donna tạo ra thôi, chứ nó không có thật. Nhờ thiên nhiên kêu quay lại giết con đó.
Bà nó vẫn không hiểu, không hiểu đó chỉ là ảo giác thôi. Còn cái vụ mà cái con búp bê á, búp bê nó cắn, nó xé, nó sát thương chúng ta cũng chỉ là ảo giác thôi. Fan là con kêu nghĩ sao kêu mình quay lại nữa chứ. À, cái bao bột này bắn vô để cho nó. Wow, ủa sao lần trước mình ở đây không thấy cái gì? À, bọn này nó đội mồ, đội mồ. Có con nào sau lưng không? Hãy đi từ từ thôi. Con này đi nhanh quá lại rơi vào dọc vòng vây phục kích ấy. Chúng ta có chế thêm đạn được không? Mấy cái màu đỏ này là không đủ nguyên liệu nha. Cái nào chế được thì nó sẽ có màu trắng. Mình này tạm thời chưa cần, để đi. Nào cần chúng ta chế mấy hồi. Tí nữa là bỏ sót. Kìa kìa, từ dưới đất chui lên rồi từ trên cây rớt xuống nữa, nhấp kinh đấy. Ghê quá. Sao lúc đi mình không thấy mấy cái lồng chim này ta? Lúc về thấy quá trời. Lúc đi không thấy cái nào luôn. Còn nhiều. Tính đánh lén nè. Khoan, sọc kinh này anh còn 3 viên nhưng mà chưa lấy ra được. Không có lấy đạn ra được. Bắn luôn cho nó đỡ phí. Chừ chết này. Rồi, dẹp cái này luôn. Cái đó chút bán luôn. Sao đoạn này tự nhiên nó cho mình nhiều tiền thế? Vậy à, đội mồ. Đội mồ. Không đẩy nó đi được. Cút mày 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 cho chưa chết, chưa chết. Giờ anh đã dần quen với cái việc đỡ rồi. Cho con nào nhảy lên chụp chân nó không? Đâu? À, ông vẫn còn đây. Anh kiểm tra coi có cái gì. Này không kết hợp được nè. Không kết hợp được. Con búp bê này cũng không kết hợp được luôn. Rất giá trị để con họ bán được nhiều. Đâu? Đấy, còn nó kết hợp được nó sẽ có cái này. Cái này thiếu. Cái này không kết hợp được rồi bản sách nha. Ủa? Nhìn có thấy quen thuộc với anh không? Cái ông này. Tôi có một vài vật phẩm cho anh đấy. Ông này đúng là cái gì ông cũng biết hết. Mọi người thấy không, mình mới gì gì cái con chùm mà chuyên điều khiển, chuyên làm búp bê đó. Trên tay ổng đang cầm con búp bê kìa. Hôm nay chuyện gì xảy ra ở cái làng này ổng cũng biết hết. Ghê. Hồi con này bán được tới 28k. Không, cái này để lại. Bán. Được
46.900. Ah, Miss Angie. Oh, cô Angie. Porcelain dolls are very popular, you know. Ồ, không biết còn búp bê chúng ta mới vừa bán luôn. Còn búp bê bằng đồ cô dâu đấy. Có gì mới? Đây là cái bản vẽ chế tạo. Đây là đạn của cái đạn nổ dành cho súng phóng lựu. Lúc cuộc có bán súng phóng lựu chưa? Chưa có bán súng phóng lựu. Chắc là mình phải đi lượm ở chỗ nào đây. Mấy cái này sold out là mình mua rồi nhé. À, cái này nó sẽ tăng. Đây là một cái nâng cấp nè. Cho cây 1911. Mua. Gắn không? Gắn luôn. Đấy. Học kinh mình đang xài phải cái đó ta. Khoan. 870. 870 là cây mới. 97 là cây cũ, 5506. Ôi, cây này tầm 760 luôn. Không có bạn comment là bảo mình nên nâng cấp mát mấy cây súng mà không xài, sau đó bán thì sẽ được giá hơn. Có chắc không? Mình thì mình không muốn phí tiền vô ích đâu. Lê Mi chứ không mua. 1897, 870. 870 là cái mới đúng không? Cái này là 870 được. Mua cái nâng cấp cho nó được. 22k. Mắc luôn. Nó sẽ giảm nó giật. Còn súng phóng lựu chưa có, mua làm cái gì? 1897 tăng tầm bắn cho cây sọt kênh kia. Có nên bán không ta? Có nên bán hai cây này không? Hai cây không xài, cây Lemmy nè. Cái là cây này. Cây này bán được 12k, Lemmy bán được 18k, chứ gì? 18.180. Để mình test thử coi cái bạn đã bán, cái bạn mà yêu cầu mình nâng cấp mát lên bán sẽ có giá hơn. Thử nha. 18.180. Cấp rồi. 29.000. 18 cộng 9 là 27.000. Coi nó có lên giá không. Thêm 9.000 nữa, lẽ ra là nó phải lên 27.000 mới đúng. Người này lên có 22 à. Vậy là bạn này nó không đúng rồi. Phí nâng cấp kiểu bạn này nó là phí tiền lắm. Thôi nhưng mà tạm thời mình để lại cái này. Tại vì cái rương của chúng ta vẫn còn khá nhiều chỗ. Cây này được tới 45k, cây này có 12k. Thôi bán luôn đi. Phải kiểm tra rương nữa. Thank you for your patronage. Rương này chế được đựng được bao nhiêu cây nữa đây? Đựng được ít nhất là hai ba cây nữa, tạm thời chưa bán nha. Bây giờ chúng ta có thể đi được cánh cửa này. Đúng không? Nhưng mà trước đó mình muốn quay trở lại làng đã. Lại chỗ khu này. Để coi chúng ta có lấy được cái gì đây không. Lấy được cái phần còn lại của tấm bi mộ. Có thể đó nó sẽ cất giấu một cái súng đó. Đây nè. Hỏi có zombie kìa. Ồ, nó tự mở cửa. Hay. Đây.
mấy bạn đó nói đúng. Con zombie trong nó tự mở cửa cho chúng ta luôn. Chưa chết. Chết em đặt lục à. Ghê quá. Rồi. Còn đắp lùm nữa chứ. Đắp lùm đắp buộc. Rồi. Mấy cái này về gắn biết đâu hết. Biết đâu chỗ đó nó sẽ là một cái súng phóng lựu thì sao. Rồi quay lại kia ngay. Mới chịu khó tốn một chút thời gian. Biết đâu chỗ đó nó sẽ giấu cây súng phóng lựu sao. Tại vì mình thì mình nói rồi đó, mình không có coi. Mình không có coi mấy cái clip người ta chơi rồi cho nên mình không có bảo đảm là cái này là cái gì đâu. Mà chúng ta chịu khó tốn tí thời gian. Chỗ này mình dọn sạch hết rồi. Chạy nhanh đấy mà. Như vậy. Thêm được một viên đá quý. Đây. Chỗ này nó không có hiện màu xanh lên. Cho nên mình không có biết là nó còn cái hết đồ. Trên này còn giấu vô. Chắc hết rồi. Bên đây không có gì hết. Rồi. Chạy thẳng luôn. Không quẹo đâu hết. Đường này bị chặn. Cái đường này. Ui. Oh, dê. À. Dê này. Đang cần thịt dê. Này giống quỷ hơn á. Được thịt dê chúng ta nấu thêm đồ được đấy. Không nhận quay lại rồi mọi người thấy hay không? Không có tốn nhiều thời gian đâu mà chúng ta kiếm được nhiều thứ hay hơn. Biết vật phẩm đó là cái gì đây? Ây. Ui. Gì vậy? Ôi. Boss à? Rồi. Mini boss. Ủa thằng này nó kinh quá. Tới lúc dùng cái này. Ra đây cưng. Kêu gạo. Ồ nó kêu bọn quái con ra kìa. Wow. Cút. Ghê. Chế được thêm thuốc. Trời. Wow wow wow. Được. Không mày nhanh hay tao nhanh. Mày hả mày?
kêu thèm quái vậy. Wow, kinh gì ba. Xong rồi, không chế thêm được đạn à. Cút. À, còn 4 viên sọt kinh. Chết chưa? Sao rớt toàn gem blood không vậy? Cây này còn 12 viên. Mới vừa vô. Ừ. Ừ. Thốn quá. Đánh nó chút xíu rồi gọi thêm đệ. Được thêm quả lụng. Quay quay quay. No. Chính thức hết đạn luôn. Còn con dao. Đấy, chưa có súng không lụng. Hồi nãy mình nghĩ quá. Mình không mua thêm đạn chỗ ông kia mới đâu chứ. Wow. Thằng lũ đi cưng. Chết giùm tao đi. Họ đã chưa chết. À, dùng dao với nó luôn à. Mình giờ chỉ chế được máu thôi, không chế được gì. Cái này đạn của súng phóng lựu mà, có súng phóng lựu đâu mà chơi. Wow. Ây à. Ok, mặt kìa. Ai chết thiệt luôn. Hết đạn rồi. Lấy cái tấm bì. Mấy con súc xanh thì chúng đã ngay đi. Làm cái trò gì? Chế được đàn sọc kinh nè, chế ngay. À quên, ở đây còn cái giếng lúc nãy quên. Biết trong này có gì? Cái đầu tượng kết hợp được nè. Phải bán được có giá rồi nè. Cái hàng đó thật trâu khiếp. Đây mà chỗ nào chúng ta không lấy được không? Căn nhà có cái gì? Nhà nào ta? Nhà này, nhà này, nhà này.
Thì mình đã lấy hết đồ rồi. Đẹp không? Bảy viên sọc kinh. Rồi cái này đọc rồi. Ở đây có một cái này. Mình nghĩ chắc chúng ta phải đi lấy hết đồ mới gặp con quỷ kia được. Nó trông quá. Thử cái này biết ngay. Chạy thẳng xuống đây. Đúng rồi, đúng rồi. Biết đây mở cửa được chưa? Nó lại bị chặn. Giờ biết đi. À, chúng ta phải đi cánh cửa này mới bọc qua đây được. Vậy là không đi đường này được. Ở đây có một chỗ. Từ từ rồi sẽ lấy 10 viên tâm. Men theo đường này. Chỗ này bị chặn rồi còn đâu. Chúng ta phải đánh một cái dòng xa ơi là xa. À sẵn qua đây bắt con gà luôn. Cái này không có leo nóc nhà bắt con gà nữa. À, đi đường vòng rồi bắt con gà. Đường đi qua này. Quay đầu trái. Đây là có cái giếng. Cái này mình đi chưa ta? Nhớ như đi rồi hết mấy khu này. Áo không. Đồ mở khóa. Phía sau. Khóa được phía bên trong. What the hell. Còn shop thì mình chưa hết rồi. Chúng ta chui qua đây được. Chui qua được. Chứ đi hết đi rồi quay về việc thì sao. Chỉ cần có súng phóng lựu là việc nó được ngay. Đúng này. Nói chung là không có súng phóng lựu không được. Mà chúng ta sẽ tốn kém nhiều hơn thôi. Heo kìa, chú heo con. Ủa, bắn con heo mà sao ngoài có con dê? À. Chết thiệt hay giả chết đây? Mình nghĩ là cái bà này mới vô đây bảo chốt cửa lại tại bà. Kiểu mà bà trốn. Mùi cốt cục. Không chết. Đây này. Có gì quý giá. Ôi đại súng nhắm tuyệt vời. Nhà đây. Nhà trong cái giếng mà chưa biết như nào vô luôn. Còn sót cái thùng. Sao lại sót được không?
Bình thường mình lút sạch hết mà sao lại sót? Thấy giờ súng đạn nhiều rồi. Đây hết. Để lấy cái rương trước đó. Đây đừng cục không được. Thường là trong mấy cái rương nó có mấy cái món đồ giá trị lắm. Chính là nó rồi. Này có chuẩn bị phục kích đấy nha. Khóa cửa này. Ồ, chỗ này mình chưa vô lần nào luôn. Có nhiều món để lấy lắm. Một cái đồ mở khóa. Đồ mở khóa trong game này xài được có một lần rồi nha. Chứ không phải là đồ mà quá xịn sò như của Jill đâu. Oh, món. Phải thêm một cái món đồ giá trị nữa. À, món này bán chắc được khối tiền. Rồi, trong này xanh rồi nha. Đấy. Bên kia nhà có một đống đồ nữa. Mày hả mày? Trong nhà này có một cái rương. Như này. Cái này là cái này nó giải thích cho cái việc này nè. Chúng ta muốn vô đây chúng ta phải kiếm được cái chìa khóa của hình cái đờn mới vô đây được. Đấy, đu thi cây không biết mình lấy đâu luôn, quên mất. Có sẵn luôn, trong này chắc chắn có đồ ngon luôn. Thường mà mấy chỗ nó khóa kỹ như vậy chắc chắn có đồ ngon. Happy birthday 270917. Rồi, bắt mở cửa đó. Bắt mở khóa chắc chắn không phải tự nhiên mà để đâu. Nhà này nhà làm đèn. Cổng này không mở được. Cổng này cái lần này gặp lại thằng kia nó chết chắc với mình luôn. 70917 luôn. Rồi, happy birthday. Cái tường. Cái tường là bằng sắt ấy. Còn này là gì? F2 Ripple. À, cái này là cái tăng dung lượng băng đạn của cây súng nhắm lên. Súng ngắm bây giờ là có 6 viên thôi. Cầm bài như cái này. Bài tự nó gắn vô luôn rồi đấy. Equip. Bài gắn đi vô. Súng nhắm chúng ta được 11 viên luôn kìa. Không chưa. Tưởng đây có súng phóng lựu chứ. Vẫn còn màu đỏ. Giấu kìa. Giấu kìa. Rồi, không để xanh luôn. Ở đây có cầu thang. Thử coi chúng ta có đi qua được con này không?
sạch rồi nha. Xanh sạch đẹp rồi đó. Thôi thôi, coi chừng nó nhảy sổ vào mặt bây giờ. Thang này nó sẽ dẫn lên nóc nhà. Rồi chúng ta lấy hết rồi. Chỗ này không có gì để lấy hết. Để đi đường này thôi. Lên nóc nhà, lên nóc nhà. Lần trước mình tới đây mình bắn con gà. Bắn con gà này, đi vô chỗ này. Vẫn không đi được qua đây ạ. Mình nghĩ muốn đi qua đây phải đi cái này rồi, xong mới bọc qua đây được. Rồi. Này leo lên đi, vô ngôi nhà cổng khói đỏ này. Ô. Nhà này mình vô rồi luôn. Thì trước vô đây lượm được quả mìn. Không khói đỏ, nhà vô rồi hết. Cái da này có cái ở đỏ là cái gì đó. Mình phải vô mình mở mới được. Trong nhà thờ. Wow, trong nhà thờ có cái giếng nữa. Sẵn vô nhà thờ luôn. Đi, đi cho hết. Cái này là một cái dòng cổ với lại nó có hai cái lỗ. À, chu hô. Còn ba được nhiều. Ta gắn được hai món trên này. Nhưng không combine được, không kết hợp được. Trên đây hình như có cái chỗ nữa. Có cánh cửa đây. À, nó bị khóa ở phía bên kia. Rồi, khu này sạch nha. Trong phòng này không vô được tí. Đây có cái giếng. Còn chỗ này không vô cái giếng. Ở đây ở trái. Rồi, ở đây có con gà này. Đúng rồi, vô đây có con gà. Hai con luôn. Chạy đâu? Chạy đâu cho thoát gà ơi, có cần. Đứng im coi. Mày chạy mày. Chạy được chứ quái. Không có gà ở đây. Cái giếng thì mình phải men theo bên phải. Đây đường cục nha. Đừng bảo gặp bọn kia cho mày khó nhìn lắm. Đi đi. Sao mà nhà đây? Sao mà nhà đây? Ủa, bé heo. Bé heo.
ở đâu vậy bé heo? Bé heo trâu thiệt chứ. Thật chất lượng. Nha, bé heo trước khi chết tình ủi mình một phát nữa. Ô, bao quả bơm. Ủi, con nhận mấy cái giếng có nhiều cái. Đồ ngon ghê, nhà này sập còn không vô được. Còn nhà đây không biết đi đường nào vô luôn. Ở cái nhà này chắc để khi nào có bản Việt ngữ mình sẽ tìm cách vô nhé. Chứ mình bỏ thài. Trong này có gì không? Rồi, ngôi nhà màu xanh có nghĩa là không có gì. Đây này, vô cho mọi người coi luôn nè. Giờ đâu có vô đây được nữa đâu. Cái chỗ màu đỏ là cái chỗ mà kiếm được cái con... cái vít á. Cái chìa khóa xe tải là cái vít chắc chắn luôn, cái chỗ đó đó. Ở đây không đi được. Giờ quay lại chỗ ông thương nhân bán tí đồ. Quay lại xử thằng cỏ kìa. Giờ mạnh rồi. Trong đây như có chỗ luôn đó. Cái lục, lục là bây giờ được 31, học kinh 22, súng nhắm 20, 5 quả mìn. Chế thêm cái này đi. Fireball, chế luôn cái fireball. 7, 3 quả mìn 7, 6 quả mìn trội. Không đủ. Tại vì mua mua đạn ở chỗ này phí tiền lắm, chúng ta có thể chế được. Oh good, I was just thinking of ways to pass the time. Có nấu được gì đâu. Đây nấu được này nè. Thiếu thịt heo. Don't let up yet. Ơi có. We've gathered all the ingredients. Nấu được thêm món nữa. Now. Không biết cái món này tặng cái gì này. Ông này ông cũng là đầu bếp. I'd love for thịt, you to enjoy as well. Chim với lại thịt thú. Khi mà chúng ta giơ cái tay lên để phòng thủ quá thì cái lượng đam giảm. Not a bad dish. Nói đơn giản là như vậy. Bình thường nếu mà giơ tay lên đúng không, chúng ta dính một đòn thì sát thương nó 100. Ví dụ vậy, sau khi ăn cái món nó vô thì giơ tay lên vậy, nhận sát thương vô thì sát thương nó chỉ còn có 60 thôi. Đại loại là vậy. Ví dụ như vậy dễ hiểu. Bán cái này 15k, 20k. Aha. 83.000 rồi. Có món gì mới không? Không có gì mới. À, nâng cấp chứ. Cái này full nè. F2 Rifle nâng cấp lên được nữa nè. Nâng đám lên 850. Nâng lượng đạn lên. Nâng tầm bắn lên, cây này nâng cho mát luôn. Ủa, còn 39k. Xịn lắm rồi đấy. Cây này mát rồi. Cây này còn một cái phụ kiện nên nếu mà chúng ta muốn nâng nữa, chúng ta phải kiếm được một cái phụ kiện còn lại của nó. Shotgun này.
Ở đấy dành tiền nha, biết đâu nó sẽ bán cái cây nó sẽ bán cái cây Ok. gì ta, súng phóng lựu lựu lên cây. Rồi bây giờ đến lúc phục hận. Lần này nó chết gì anh. Xét cái bơm này xuống. Sáu quả bơm luôn. Trước lại. Này có một con dê nữa này. Không, con dê vô kia. Nấu được hai món rồi. Con dê vô đây đúng không? Đúng rồi, con dê nằm đây nè. Dê dê này giống con quỷ lắm, có cả hai miếng thịt. À, tới lúc dùng súng nhắm, 21 viên súng nhắm. Chim mày chịu hai thằng để lên phải là... Ây da, hồi máu thằng này đỉnh đầu lắm. À, nó chém một phát là máu đỏ. Wow. Giờ lên là chúng ta không có được đứng lại, đúng là mệt lắm. Ui trời, nó không đạt min ấy à, không đạt min à. Thank you.
phía sau cũng không phải là nhược điểm của nó. Chết chưa? Ồ chết rồi, chết rồi. Á tưởng nó ăn một tấm bơm gì mà nó không sao. Ây da, ồ màu đỏ. Á nó chém, thằng kia nó chém đau quá. Chưa chết, chưa chết. Cái thằng này nó ngoài bất chính mà việc nó tốn hao đạn dược tinh quá. Đây sẽ làm món quà gì đây? Làm nó chết hết một lần ở đây. Claudia Benedito cái ly rồi. Người mộ 987996 chính tuổi này là ai ta? Claudia không biết. Lúc đầu tưởng con của bà Donna chứ. Không biết phải con của bà không? Đợi tới bản Việt ngữ ra chúng ta sẽ xác nhận cái đó. Rồi quay lại thôi. Nó tưởng cho cái súng phóng lựu chứ. Có kết hợp được gì đâu. Không, không. Này không kết hợp được. Này không luôn. Nó giống như kiểu một cái ly bằng vàng cổ vật. Một cái cổ vật của dòng họ Benevito. Đến khi nào chúng ta mới lấy được cái súng phóng lựu đây? Cái này còn 13 viên, 18 viên, 7 viên, 1 quả lựu rồi. Đủ để đi tiếp rồi. Không chế được gì hết. Chắc là mình sẽ ghé mua một bình máu quá. Có nhiêu đó rồi mà nó cũng để cho mình phải diệt một con mini boss tốn biết bao nhiêu được. Tốn nó cho cái súng bóng đủ này. Phần thưởng không xứng đáng tí nào. Đây là năm. Hồi cái này biết đâu để đi gắn được từ từ bán. Ủa mà nãy đâu có thấy chữ cầm ba đâu. Bán luôn. Bán được 15k. Đem vân vân. Ủa cái này 30k. 14k. Ồ cái ly của nó có 18k. Không bằng con boss rớt ra bán tới 30k. Ồ 101.000 rồi. Nấu thêm được món gì không? Chúng ta đang thiếu thịt cá. Thịt cá không có. Thịt heo có 1 miếng. Thịt thường có 3 miếng. Không đủ thịt heo, không đủ thịt cá, món này nhiều lắm, không đủ, không đủ chế hết. Ok, clip này cũng là hơn 50 phút rồi, chắc cũng cả tiếng rồi, gần tiếng rồi, mình dừng ở đây nha. Giờ mình không có quay được một cái clip trên một tiếng nữa, thật ra là quay được, nhưng mà tới lúc edit nó hay bị lỗi này lỗi nọ lắm, cho nên thôi. Làm dưới một tiếng cho nó khỏe. Nếu thấy hay, mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký channel nhé. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye.